Trong những năm tháng kháng chiến trường kỳ, dòng sông đã trở thành chứng nhân lịch sử cho biết bao trận đánh oai hùng của những chiến sĩ với lý tưởng không có gì quý hơn độc lập tự do. Dòng sông này là có từ khi nào vậy ngoại? Dòng sông này hả? Đã có cách này hàng triệu năm rồi con ạ. Đã có rất nhiều con tàu, nhưng ngoại biết có những chuyến tàu đã đi vào lịch sử và đã trở thành huyền thoại của dân tộc Việt Nam mình đó con. Công sự Ba Son là một trong những nơi tập trung số lượng công dân đông nhất ở Việt Nam, gắn liền với những hoạt động đầu tiên của Công hội Đỏ do người công dân Tôn Đức Thắng lãnh đạo. Le cuirassé Jules Michelet doit être réparé immédiatement. Il doit pas attendre la Chine. Dépêchez-vous. Quan trên có lệnh phải sửa cho nhanh chiến hạm Jules Michelet này để kịp sang Trung Quốc cũng có tàu dây. Tụi bay biết rõ chưa? Anh em Ba Son, nay đàn áp cách mạng Trung Quốc, mai chúng sẽ đàn áp tới ta. Phải ngăn chúng lại bằng một cuộc bãi công. Anh em có nhất trí không? Hả? Nhất trí. Công nhân Việt Nam, anh em đoàn kết. Đổi vận mệnh của dân tộc, chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành đã vượt mọi khó khăn gian khổ để đến được Sài Gòn. Nhìn những con tàu rời bến, trong lòng anh cũng muốn vỗ neo khát vọng ái quốc vượt đại dương khi vừa qua tuổi 20. Anh Lê này, tôi muốn sang Pháp và các nước khác để hiểu rõ sự thật đằng sau ba chữ tự do, bình đẳng và bác ái mà người Pháp thường hay rao giảng. Anh có muốn đi với tôi không? Nhưng chúng ta lấy đâu ra tiền để đi? Tiền đây, chúng ta còn trẻ, chúng ta sẽ làm việc, làm bất cứ việc gì để sống và để đi. Chắc để tôi suy nghĩ đã. Là người đã lên tàu
Đâu phải sống quê hương, trời từ đây chẳng xanh màu xứ sở. Xa mất rồi càng hiểu nước đau thương. Dòng sông đã trở thành chứng nhân lịch sử cho biết bao trận đánh oai hùng. Các chiến sĩ đặc công đường sắt chấp nhận mọi gian khổ hy sinh, quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Đây là một trận đánh tàu làm cho dậy sóng cả dòng sông. Dữ dội vậy hả ngoại? Em và con vẫn khỏe chứ? Con tuổi nhà mình chắc được hơn một tuổi rồi nhỉ? Anh ở đây vẫn ổn và an toàn. Em yên tâm. Sau này nếu được trở về, ba sẽ ôm hôn con thật dữ. Thương em và con. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, tàu sông Hương cùng thủy thủ đoàn đã ghi dấu ấn lịch sử khi trở thành con tàu đầu tiên đưa những cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc để đoàn tụ cùng gia đình sau hơn 2 thập kỷ xa cách. Ủa má ơi, ba đâu rồi hả má? Sau này nếu anh không trở về thì em nhớ nói cho con nghe về người cha mà nó chưa bao giờ nhìn thấy, để nó được tự hào về người cha đã hiến mình cho tổ quốc, cho tương lai của em và con. Tự hào quá con ạ. Có nhìn kìa, kia là những con tàu chở hàng hóa của Việt Nam và thương hiệu ra nước ngoài đó con ạ.
sông Sài Gòn, chứng kiến biết bao nhiêu đổi thay và biến thiên của lịch sử, khẳng định giá trị của một huyền thoại lịch sử không thể thay thế. Dòng chảy ấy cũng mang trên mình những ký ức lịch sử không thể nào quên của thành phố và của cả dân tộc, là ký ức về những ngày đầu cha ông dông thuyền ra biển bảo vệ biên cương.